Loại bỏ tâm đố kỵ hẹp hòi. Khi thấy người khác có được sự quan tâm, lo lắng hơn mình. Không biết là họ có hỏi trùng hay không. Nhưng mà thôi, tôi trả lời ngắn gọn thôi. Muốn hạn chế tâm tùy hỷ, muốn hạn chế tâm đố kỵ thì tập tùy hỷ. Tức là khi mà thấy người khác làm cái việc lành gì á, thì mình vui với cái việc lành của họ, bởi vì cái việc lành đó sẽ cho quả lành. Còn khi mà mình thấy người khác được cái quả lành gì thì mình cũng ráng mình tùy hỷ. Là bởi vì quá khứ họ tạo các thiện nghiệp, cho nên là họ mới được các quả lành. Hoặc là họ đã có sự nỗ lực chân chánh ở trong kiếp hiện tại, cho nên họ mới được các quả lành. Thì mình tập tùy hỷ thôi, tập. Không tập thì không bao giờ có. Giống như một cái đứa mà nó suy dinh dưỡng, nó nói bây giờ làm sao để mập. Thì người ta nói bây giờ cứ ăn thôi, ăn là mập. Mà bây giờ ăn thì nó không chịu ăn, mà cứ một hai nó cứ hỏi hoài tại sao không mập. Do nó không chịu ăn. Quý vị cũng vậy, cái tâm đố kỵ. Xin đã nói quý vị tập tùy hỷ thì quý vị phải tập tùy hỷ. Tập dần á, thì nó sẽ mất dần cái tâm đố kỵ. Còn khi mình không chịu tập, hoặc là cái chuyện tập của mình nó yếu quá, nó hời hợt quá, thì nó không còn tác dụng, nó không có tác dụng. Thì lúc đó đừng nói là sư dạy nó, sư hướng dẫn nó không chính xác, mà tại vì mình không chịu thực hành một cách đúng đắn. Này sư có ý kiến gì không? Để qua. Cái này mình sự nói tính nói gì thì quên tiêu rồi, để coi lại câu hỏi đấy rồi cái tên người khác được. Cái đố kỵ thì như sư anh tệ nói là đúng rồi, là tập cái nói cái gì quên là nãy trên lên nhắc cái gì nãy nói gì phước. Nhưng mà thí dụ như lỡ người ta là mình thấy người ta được cái gì đó mình không tùy hỷ rồi sao đây? Thí dụ như mình vô mình làm phước, mình cho tăng, mình thấy người ta làm nhân y luôn, mình làm cho tăng nhỏ xíu à, mà làm cho mình thấy nhân y đâu, mình tùy hỷ không nổi, muốn đó, nhưng mà cái trong bụng cứ khó chịu, làm sao? Thì làm sao? Mình đố kỵ rồi, tức là mình tùy hỷ không nổi. Thì ở đây đó là giả bộ tùy hỷ, ví dụ như mình thấy người ta làm hơn mình bảo đó, nhưng mà thôi mình làm bộ thôi tôi không nói nữa, mình tự mình nói trong bụng mình vậy đó, thôi đừng có ganh nếu bả nữa, mình tùy hỷ đi làm bộ đi dừng lại một cái thôi. Tức là ở đây mình tất nhiên là mình khi mình tùy hỷ được thì nó không còn gì để nói, nhưng mà lỡ mình tùy hỷ không nổi. Thì vậy ông nội, xin lỗi vị, cái vị nào có cái tâm đố kỵ như vậy thì làm ơn xăm cái chữ trên trán, có nghĩa là mình ở đây tím cái gì đó mình chiết lên, cũng như hình nền đi, nền với cái chữ là tùy hỷ. Tùy hỷ để gì? Lúc nào mà mình có sự hẹp hòi đố kỵ như khác, lật cái điện thoại mình thấy chữ tùy hỷ cái mình làm bộ mình nhắc thôi tùy hỷ chúng ta đi. Còn quý vị cứ để về nhà rồi mới nhớ là thua nha. Nên là mình trong cái cuộc lễ đó mình dự mình thấy người ta làm quá lớn, trong khi hôm qua mình mới làm một lễ xíu, mình đấu kỹ với người đó, bạn là cái gì, bạn làm lớn hơn tôi, ngày mai tôi làm lớn hơn bà cho bà coi, tại tôi nghèo thôi, tôi mà có tiền là tôi làm lớn hơn bà, rồi mình làm khơi vậy trong cái buổi lễ đó, người ta ngồi người ta kiếm phước mình, thì về tới nhà rồi mình mới nhớ ra là chết cha, lúc đó quên gì, quên tỷ hỷ thì quý vị đi luôn rồi, về nhà rồi tỷ hỷ gì nữa. Thì phải có cái gì nhắc mình, thí dụ như bây giờ ở chung với sư khế của quý vị tâm bất thiện thì sư khiệu, còn khi mà quý vị không có ở đây thì quý vị làm gì, cái điện thoại nó khiệu mình bằng cách là mình để cái hình nền, tại vì lúc nào mình cũng bật cái điện thoại lên cả cái hình nền hình chợ nó hiện lên cái chữ tỷ hỷ tổ bố. Nếu mà mình có hay có cái tâm tỷ hỷ cái tâm đố kỵ và trong nhà mình cứ viết cái chữ tùy hỷ tại ngay trong những cái nơi mà mình hay lui tới, ví dụ cái gương, cái giường mình nằm, cái nơi mình ngồi, mình uống cà phê hay là toilet, trước cửa toilet tùy hỷ,
mình đi mình gặp hoài, tự nhiên mình sung, tự nhiên mình nó sung mãn cái suy nghĩ đó. Chứ còn mà nói xong mình về ngày mai mình tỉnh bơ nữa. Còn cái vị nào mà có cái sự tùy hỷ mạnh á, có cái sự đố kỵ mạnh nó việc phải làm. Sư anh tệ nói nãy là phải tu dữ lắm, giống như tâm sân vậy đó. Và quý vị phải chơi cái cách của sư, đó là mỗi lần mình đố kỵ ai, mình tự mình phạt mình một số tiền, mà cái đó cũng tâm bảo, vừa có phước mà vừa tự nhắc nhở mình. Thì chứ không là mình cứ buông buông ra mình đố kỵ hoài, mỗi lần ai làm gì cái mình đố kỵ, tự mình mất số tiền do tự mình quy định 50%, 500%, đem số tiền đó mình làm phước đi, vô mình cúng dường mình đỏ rồi điềm. Thì như vậy khi mà mình xót tiền như vậy thì chừng ngán. Thì ba phương cách này là nó đắc trị cho những cái tâm đố kỵ, tâm sân, cái gì cũng biết để gì, nó khiền mình lại, nó không mình đi xa lát. Không lẽ mỗi lần quý vị sân quý vị đò, hay là quý vị đố kỵ quý vị là cái bài pháp này ra quý vị nghe, quý vị là câu hỏi này quý vị nghe tới bao lâu để quý vị nhắc mình, ở nhà chồng con mình có khiều mình mỗi lần mình đố kỵ hay không? Không, nên nó mình phải kiếm cái gì đó để nó nhắc mình hàng ngày, nhắc mình hàng ngày. Giống như mình muốn chánh niệm thường xuyên thì mình phải treo cái chữ chánh niệm hoài, đi đâu gặp thấy chữ chánh niệm hết trơn thì nó mỗi lần mình 10 lần mình nhìn thấy mình cũng chánh niệm được 1 lần. Chứ còn mà cứ đi đâu cũng gặp cái chữ đố kỵ hết trơn, tự nhiên mình cái chữ tỳ hỷ hết trơn thì mình dễ tỳ hỷ hơn, tại vì hàng ngày mình thấy cái chữ đó nó đập vô mình, nó đập vô mặt mình. Thí dụ đơn giản là mình không có mê phim, nhưng mà con mình nó có hoài, con mình nó có hoài thì nó hai hai coi phim của Marvel, những nhân vật Marvel thì mình cũng nhìn cái ông cao giáp mà màu vàng vàng thì mình cũng à, ông Iron Man là mình không biết, nhưng mà mình cũng à, huống chi là cái chuyện mà mình cứ nhìn thấy cái chữ tỷ hoài thì nó đập vô mặt mình tự nhiên mình sẽ dễ làm hơn. Vậy cái chuyện mà mình không muốn quân tập đây, con nó coi phim kể nó mà mình đi ngang mình nghe nghe ăn chút rồi mình ngồi ngồi đó mình cũng ăn ba ăn bỏng ngô mình chơi vậy đó, mình nhìn mình nhớ nhớ được. Thì huống chi là đi đâu nghe mình thấy poster mình còn hình dung ra được anh này là Iron Man, là Thor hay là vân vân. Thì với cái hình ảnh mình treo trước mình ghi mình dán cái chữ là tùy hỷ như vậy thì mai mốt mình sẽ dễ làm hơn, còn không là mình cũng không ai nhắc mình đâu nha. Để nói tôi không có đồng ý với sư cái vụ mà treo cái chữ tùy hỷ lên trên mà nhờ vậy có thể tùy hỷ được đâu. Thà có người nhắc chứ còn mình treo riết á, nó giống như thành cái trang trí vậy đó, nó quên rồi. Nó giống như cái bảng, cái tự nhiên mình treo cái chữ nhẫn treo riết ở trên tường vậy đó, sau này nó thành cái trang trí thôi, chứ còn cái nhẫn nó mình quên mất ý nghĩa của nó. À, cho nên là thà đó là mình thường nhắc, tại vì cái chuyện mà mình thường nghe pháp sư có cái như vậy, hoặc là quý vị có thể thường nghe những cái pháp nói về tùy hỷ, nghe nhắc đi nhắc lại, nghe nhắc đi nhắc lại thì mình sẽ nhớ. Cái còn mà mình treo thì nó cũng kẹt lắm, nó nhớ thời gian đầu à. Nhưng chứ như sư nói giống như cái tượng Phật á, như sư Giác Nguyên nói, cái tượng Phật mà mình dễ quên nhất là cái tượng Phật mình treo ở trên người, treo riết là mình quên. Rồi thôi bây giờ qua cái câu khác đi hết rồi. Ở đây mà hơi sót chút là mỗi lần quý vị nhìn thấy cái chữ với đó đó thì trong quý vị phải quán niệm liền, chứ không phải là mình nhìn thấy cái chữ mình cho qua. Thì giống kiểu sư tệ nói là quý vị có treo đầy vô mặt xăm lên trán cũng như không, có nghĩa là mỗi lần thấy cái chữ thì treo trước cửa đó thì mình phải phải tự nhắc mình mới mốt rồi nha, mà mốt thấy ai làm phước hơn mình là mình phải tùy hỷ nha. Tức là mình đây mình nhắc mình mỗi lần mình thấy để mình tự mình quán niệm, chứ không phải thấy rồi bỏ qua rồi mình có treo như không chứ không. À, ở chỗ là cái chỗ khác người ta là gì, mỗi lần mình nhìn thấy cái chữ đó trên điện thoại là mình tự mình nhắc mình, nó trên này nó thành một cái gì, một cái thói quen, cái thói quen. Chứ còn mình thấy nó giống như là bỏ qua thì nó giống cái chữ nhẫn treo trên tường thôi, chữ thư pháp thì nó lại khác. Tại mình thấy chữ nhìn cái chữ nhẫn mình cũng đâu có đọc thân ở nhẫn rồi, nhưng mà không phải, thấy cái chữ tùy hỷ thì mình phải tự nhắc một cái
mốt đi chùa thấy người ta hơn mình thì thôi cũng gán tùy hỷ với người ta nha, nhắc vậy lâu ngày thành cái thói quen. Cái lúc mà mình bực lên á, mình bực lên khi mà người ta làm hơn mình, tự động nó lòi ra cái tao cái sự nhắc nhở ở đâu, do hàng ngày mình tự nhắc